Chuyển sang phần tin tức quốc tế, Đảng Tiến bước, đảng đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại Thái Lan, cùng với 7 chính đảng khác, ngày hôm qua đã ký bản ghi nhớ về thể thức thành lập chính phủ mới nhằm hướng tới thành lập chính phủ liên minh. Theo đó, tất cả 8 đảng đều ủng hộ lãnh đạo của Đảng Tiến bước là ông Pita Limcharorat làm thủ tướng tiếp theo. Lãnh đạo các chính đảng nhất trí với 23 điểm chính phủ mới cần thực hiện, trong đó hướng tới sửa đổi hiến pháp, cải cách kinh tế, tăng cường phòng chống tham nhũng, ma túy và bảo vệ môi trường. Về đối ngoại, các đảng trong liên minh ủng hộ thực hiện các chính sách duy trì quan hệ quốc tế cân bằng giữa Thái Lan với các cường quốc. Theo nội dung của bản ghi nhớ, tất cả 8 đảng đều ủng hộ lãnh đạo của Đảng Tiến bước, ông Pita Limcharorat làm thủ tướng tiếp theo. Liên minh do Đảng Tiến bước lãnh đạo hiện có tổng cộng 313 ghế tại Hạ viện, gồm 500 ghế, nhưng sẽ cần có ít nhất là 376 phiếu bầu tại hai viện quốc hội để ông Pita được bầu làm thủ tướng.